Hello everybody, welcome to hell với cát Hôm nay mình đang ở xe bờ mới ha xe bờ phượng tường. Đó. chị này chắc chơi uh, nữ đi, coi nam đi cho nó ngậu. vẫn là như cũ, ban KK. Đó. Đang chơi cái này chắc chọn ma nhẫn quá. À bây giờ là cái gì? Giáo chủ của bọn ban là Hoàng Dung. Ở, rồi nhận Ok. Bây giờ chúng ta có thể đi được rồi. Mà nhìn nè các bạn, đó quá trời luôn nè. U xe bờ mới đang ở xe bờ mới phận tường nha đó rất là đông vui rất là nhiều người chơi các bạn ơi đó. phù đi hành quá trời luôn bây giờ bây giờ đang đúng giờ mở cửa server luôn á rồi nhận phái xong rồi chúng ta nhận đồ ha đồ kim phong đó rồi uh, fitcot À, chúng ta phải nhận cái fit code nữa Fit code là hôm bữa Đây, đây để mình cho các bạn xem Vẫn là trang chủ yêu thích của chúng ta ha Thiên địa võ lâm com Rồi các bạn vào phần nè Nhận fit code, đe code gì nè Đó mấy chủ phượng tường Rồi Vào đây Inbox cho ad Rồi ok ha Quay ra đây là tài khoản của mình đó các bạn qua đó và nhắn tin với ẹt ha là hỏi mà các bước chúng ta sẽ lấy cái mã code còn mà về cái việc mà cài game này nọ thì các bạn có thể inbox cho ẹt luôn ha ẹt sẽ hướng dẫn tận tình cho các bạn À, còn một phần nữa đó là đua top ha đua top diễn ra vào 14 giờ ngày thứ bảy 22 tháng 2 cho đến ngày thứ hai 24 ha, 24 tháng 2 đó. Thì các bạn nhớ tranh thủ mà vào đua top nha. Đua top có rất là nhiều phần thưởng giá trị nè, đó. Nhớ nha các bạn, 22 tháng 2 cho tới 24 tháng 2 nha. Thời gian cũng không có nhiều đâu. là top 1 sẽ được 30 kim nguyên bảo đó trị giá là 3 triệu ha phần quà trị giá 3 triệu đó, 30 kim nguyên bảo tương đương 3 triệu đồng Việt Nam đó top 2 là 20 kim nguyên bảo tương đương là 2 triệu và top 3 là 10 kim tương đương với 1 triệu từ top 4 tới top 10 là được 5 kim nguyên bảo tương đương là 500.000 Việt Nam đồng nha còn top môn phái là 10 kim nguyên bảo. Đó. Giá trị cũng là 1 triệu. Top 2 là được 500 ngàn năm kim đó. Rồi, còn đây là phần lưu ý nha, các bạn nhớ nha, đừng có bỏ quên cái phần này nha. Đó là vui lòng cập nhật top tại bia đá ở Ba Lăng Nguyện hoặc đăng nhập lại game để cấp độ nhân vật có thể cập nhật lên bảng xếp hạng. Ban ba quản trị ban quản trị chỉ dựa vào bảng xếp hạng được cập nhật lúc 20 giờ ngày chốt top, top có nghĩa là các bạn nên cập nhật game ở bia đá ba Lan nguyện hoặc là khót ra vào lại vào lúc chắc ăn là 9 giờ 50 đi đó 9 giờ bố 5... đâu phải quên hồi nãy là 20 giờ 20 giờ là 20 giờ 20 giờ là 8 giờ á Vậy là 7 giờ 50 là các bạn nên cập nhật cái bảng xếp hạng đi hoặc là khót ra vào lại đó. Những trường hợp không cập nhật tốt như yêu cầu đã bị sai sót khi bạn xếp hạng ban quản trị không giải quyết đó các bạn nhớ nha không giải quyết nha trường hợp nhân vật đạt tớp thế giới là tớp này nè tớp 1 này nè đó. và tớp 1 môn phái là đây đó sẽ nhận được phần hưởng giá trị cao nhất Không biết cao nhất có phải là 30 cộng với 10 là 40 không Hay là có phần quà nào nữa Nhưng mà cố gắng phấn đấu Cứ cố gắng cố gắng biết đâu sẽ thành công Biết đâu là được thêm Kim Nguyên Bảo này nọ nữa sao Ở vật phẩm được sao Rồi nhân vật Sử dụng tính vật để Chuyển môn phái Trong quá trình đua tớp sẽ không được tính vào bảng xếp hạng đó để có nghĩa là nhân vật không được chuyển môn phái nha thằng nào chơi đâu thì để vào đó nha nga mi là ở nga mi nha đó. nga mi không có thể nào vào hiếu lâm được nha các bạn cũng như là thiếu lâm không thể nào mà trà trộn vào nga mi được nha đó không cho nha nhà ai ở y nhà đó. đó nam ra nam nữ ra nữ nha đó còn mấy anh chị vì, gì 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 đó thì cũng để ở nguyên đó luôn đó ai ở nhà nấy rồi thì à, nhắc nhở các anh chị cô bác cũng như là các bạn mới chơi thì à, cái việc này thôi rồi bây giờ sau khi chúng ta lấy được cái mã code rồi đó thì à, nhập vào để coi nhận được cái gì đây mà khoan nhật ba có đâu đây à được rồi các bạn hồi nãy nó không cho bây giờ được rồi hồi nãy mình bấm ra ngoài ha giờ bấm vô lại Thì chữ Y quá ta, đúng rồi chắc chữ Y Mặt có đe không hợp lệ, ủa sao kỳ vậy ta Làm lại lần nữa coi Tắt cáp lóc của coi nó ra cái gì không vì số ký tự điền nhập quá ít à dướng dướng cái này à. ok này nhận nè số ký tự quá ít rồi vậy là phải cáp lóc rồi má ơi hy vọng lần này sẽ được Thế là vẫn không hợp lệ nữa ta Rồi copy y cái đó bỏ vô luôn nha các bạn Ôi giời ơi Copy y cái mã code dục vô luôn ha Hỏi còn phải đánh là nó thành công rồi nè Nhưng mà để coi mã code được gì vậy? À đây đu mã code giá trị rồi các bạn Ý, 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 phi phong, lăng vân uh, Hồi hội hành phù À, này hội hành phù nhỏ uh, cũng ngon các bạn, được cái phi phong Ớ đù Ngon, ngon, ngon Ủa, hình như được thêm con ngựa nữa má ơi Được con ngựa nữa, được ngựa Chiếu dạ ngọc sư tử luôn Á đù Ngon, ngon quá trời ngon rồi thiệt chứ vì còn lại của chúng ta là chạy đi uh, đi farm quái để lên cấp bây giờ những đầu cơ bản level 10 đúng không Đó, rút kinh nghiệm, rút kinh nghiệm. Đó, quá trời người đi luôn nè các bạn ơi người đi đi tùm lum rồi người bỡ ngỡ bơ vơ Rồi, bật đánh quái quái đầu ủa tính ra vậy là đánh bằng đau luôn đó má ơi cộng vô mát sinh khí Quá trời người đi đánh luôn nè các bạn. Ôi trời ơi. À anh anh này là đang là Thiên Dương ha. Đó. Phải không? Thiên Dương chị phải à đồ kéo đi một chiếc xe đi luôn nè. Các bạn nên nhập mã code ha. Đó, mình thấy là mã code rất là có giá trị đó. Ôi trời ơi, mấy anh đánh đông quá. rất là nhộn nhịp các bạn ơi, mình cũng nên kéo một chiếc xe đi quá, chạy về hành, <laughs> chạy về hành cất đồ có nha các bạn bỏ đồ vô bớt, bây giờ chúng ta đi luyện tiếp. Ê, hey, đó, đeo cái phi phong lên nhìn nó khác liền chứ. Á à, đồ, ở đây đông vậy? Có mã code rồi nhập mã code mà đi đánh các bạn ơi. bot của em mà mấy anh ui rồi ôi mấy anh kéo xe ông quá các bạn đồ chà bá mà đứng súng sụm nhau lại vậy đó để làm thêm vài chiếc xe nó chạy vô coi trời Rồi đứng đây đánh là được rồi chắc không có ai đây rồi. Lên 14 rồi, 14 rồi. Đánh là phải lụm tiền, không là chút đéo có tiền để mua đồ. đây mình lại có thêm một cái ạc nữa ha là mình tạo thêm ha rồi bây giờ đi uh, xin có tiếp tục đó thành công đây đây là nó cho nè có cho chúng ta là ông mặt nào ông địa này là có rồi một con ngựa chiếu dạ nè đó bây giờ là thấy rõ nhất nè phi phong lăng vân nè không cần nạp tiền vẫn có được cái vị phòng á à? Ây da Nhưng tiếc là 80 mới được mặt con ngựa nó vô Tiếc là đau lòng quá đi Hình như đi ra đây đánh con boss nó cũng được phải không ta Dịa bỏ công tấn công đơn lẻ ta đi đi hiếu lâm đao mà rồi tại sao nó không đánh đao ta rồi cho lên cái ạt kia để đánh chung với trên kia luôn hay quá quên cất cái phù bạn ơi rồi bây giờ chúng ta bay lên hạt chính nè hay quá hay quá các bạn ơi Em nó đang chạy lên các bạn ơi, em nó đang chạy lên Chạy lên thiệt xa nha Bây giờ chúng ta qua cái ạc chính nè Đó, đang đánh trên này cái cha trên này bây giờ cũng đông vui rồi trời đào lao vậy thiệt luôn á đánh đâu cũng có người ha rồi trời bữa nay đông vui quá trời đông vui luôn không không còn chỗ để đánh luôn các bạn bản đồ Hoa Sơn mà bây giờ là nhóc luôn kìa. Trời ơi. Ôi level 21 rồi, chúng ta lên cái uh, cao hơn nha các bạn. Ở dưới này uh, nhiều người đánh quá. Cái gì vậy? À nó đi cất đồ hay gì đó. lộn rồi ô đi nhầm rồi đi nhầm mà quay lại quay lại đây. phải chạy lên xa xa ha dưới này cũng nhiều người đánh lắm để nhận quà hăng cấp nè có cái bình đây rất là đông vui ha các bạn rất là nhiều ạ cộng điểm cộng điểm tiềm năng cộng hết vô sinh khí luôn ủa tào lao rồi đâu rồi và sau là hơn một tiếng một tiếng hơn Đó là mình gen uh, là nó lên được uh, Level 51 Mình cũng bỏ đó rồi các bạn Để cho nó tự đánh Thì nó lên được là level 51 ha Đó Các bạn nhớ mỗi lần lên cấp là các bạn nhớ ăn Cái uh, quà nâng cấp này ha Đó là nó sẽ cho chúng ta là tiên thảo lộ Nhân hai kinh nghiệm Đó Rồi À còn một phần nữa đây nè đó các bạn đừng có quên đó đừng có quên là mặc cái đồ kim phong ha bộ đồ này là ở trong cái cẩm nang tân hữu ha đó nó cho chúng ta là bộ đồ hoàng kim gì không phải hoàng kim mà bộ đồ kim phong đó rồi bạn nào chưa ăn mã có thì có thể lên trang chủ ha thiên địa võ lâm đó rồi lên đó mà lấy cái mã cót nữa làm theo hướng dẫn mà lấy cái mã code về mã code rất là ngon nha các bạn nó ăn có xong là được cái phi phong lăng vân luôn <laughs> rất là ngon vừa vô là có luôn cái phi phong rồi chưa tính là các bạn gen lên level 80 không cần ăn event các bạn không cần phải tốn tiền đó được con ngựa chiếu dạ ngọc sư tử quá ngon luôn đúng không còn gì ngon nữa rồi, các bạn nhớ uh, lên nhận uh, mã code nha để có được cái phi phong và con ngựa và cũng như là một số trang bị khác. Rồi video mình tạm thời tới đây thôi. Bây giờ mình kéo mặt đi uh, làm một số nhiệm vụ hoặc là trên để lên level 80. Còn nhiệm vụ <laughs> còn thưởng uh, bí kíp 80 nữa nè ha, ráng lên 80. Chạy dạ, chắc cũng tiếp xíu nữa là lên 80 rồi. Bye bye chào tạm biệt các bạn hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo nhớ ủng hộ kênh mình nha còn rất là nhiều cái video hay về series này nữa bye bye chào tạm biệt các bạn